Xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ. Hôm nay là phiên thứ hai, ngày 5 tháng 7, 2018. Để đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng và các bạn yêu pho dạ hạt. Yêu hạt vĩ lần trước, em mới nhập về một lô mới. Lô hạt vĩ này chỉ toàn là loại dài thôi, loại lớn thôi, cho nên những anh chị mà có yêu cầu về loại nhỏ như lần trước thì chờ hẹn lần sau nhé. Thì lần này chỉ có loại 10k thôi. Đó. Hàng về nói chung là cây to hơn lần trước. Đó. To hơn, dài hơn, mập hơn. Nhưng mà có một cái khuyết điểm, đó là lá hay bị dập. Đây. Có một số lá nó bị dập một tí như thế này. Coi nó dài và to như thế này, nhưng mà uổng cái là nó bị dập một tí. Nhưng mà không sao, trồng vẫn sống tốt. Cái loại này rất là dễ trồng. Đây, một số cây dài như thế này. Đây. Nhưng mà tiếc một cái là nó bị cong cái đọt chỗ này một tí thôi. Nó không phải gãy nhưng mà chỉ cong thôi. Đấy, và lá mới dập một xí đây. Em quay rõ từng mầm cho các anh chị theo dõi. Đó, để kiểm tra hàng xem có ưng ý thì mua ủng hộ em. Ví dụ như cái cây này rất là dài, dài chắc cũng khoảng 50 cm. Nhưng mà uổng một cái là bị gãy, không biết là do hàng hay là do người vận chuyển nhìn làm gãy hết cái hàng của em. Nên em hơi bị buồn hay thất vọng về cái lô hàng này. Lô hàng này em nhận về á là giá nó cao hơn lần trước luôn đó. Nhưng mà vì thấy cái hàng như thế này nên em thôi em chấp nhận bán với giá cũ luôn. Đó. Đấy, một số cây nó cứ như thế này này. Nhưng mà nó không sao. Đấy. Rễ cây đột vẫn y nguyên. Đó. Trồng thì mọc vẫn tốt đấy. Đây này. Đây, ví dụ như cây này. Đây là cái thân này chưa ra hoa luôn đó, nhưng mà nó bị rụng hết lá vì dập rồi. Nhưng bù lại á, thì nó lại có ba cái mầm nhỏ như thế này này. Mầm này đang phát triển rất là tốt này. Em quay rõ từng mầm, từng cây để các anh chị theo dõi, để có quyết định là nên mua hay không về cái lô hàng này. Có nhiều anh chị lần trước cũng dặn em là để cho anh chị, nhưng mà em không có dám, bởi vì nhìn thấy cái lô hàng lần này nó có một số cây nó bị dập như thế, nên em sợ là khi để cho anh chị, các anh chị lại thất vọng về cái hàng của em. Hàng em bán thì lúc nào cũng phải giữ chữ tín, đặt chữ tín lên hàng đầu. Đó. Này. Những cây này rất là cứng cáp. Hàng về lần này rất là ít, chỉ có 150 cây như thế này thôi. Đó. Vì hết rồi, hết dạ hạt rồi, hết hạt vĩ rồi. Đó. Các anh chị nhớ là đây là hạt vĩ nhé, chứ không phải là dạ hạt đâu. Hạt vĩ đó. Tại vì lần trước có nhiều người gọi hỏi em cứ nói là dạ hạt. Nhưng mà em sợ là mấy anh chị cứ bị nhầm là hạt vĩ với dạ hạt đó. Nhưng mà đây là em đang quay hạt vĩ. Hạt vĩ cơm tôm đó. Có một số cây nhỏ, nhưng mà nếu mà các anh chị mua thì em không lấy cây nhỏ để cho anh chị đâu. Vì cây nhỏ lần này ít quá cho nên là em không phân loại ra. Em để như thế. Cây nhỏ có vài cây thôi. Chắc khoảng 30 cây.
Cỡ nhỏ mà cái loại kích thước 7K như lần trước đó. Hơi úa một tí nè, bị úa rồi nè. Hai mầm, một mầm úa và còn một mầm còn xanh. Trời, thời tiết ở Kon Tum lần này, mùa này lúc nào cũng mưa hết. Bây giờ mới nắng nắng một tí lại mưa. Em quay không được gì cả. Và hàng tiếp theo em mới nhập về, đó là bạch nhạn. Đây. Đây là một số bạch nhạn em. Đây chỉ mới một số thôi. Em trưng ra để bán cho các anh chị nào yêu bạch nhạn mà thích trồng một hai chậu để chơi thôi. Đây, một bó như thế này em sẽ bán với giá là 50.000. Đây là thuộc loại bó to đó ạ. À. Bó to 50.000. Một bó to là được từ 3 đến 4 mầm, 4 cây. Phải mầm nhầm. Cứ nói dạ hạt vĩ quen rồi, cứ mầm mầm. Cái này là cây. Đấy. Cây anh chị quan sát này, thấy cái vòi hoa của nó không? Dài. Đấy, đây là thân này. Còn đây vòi hoa này. Vòi hoa của nó dài 30 cm. Bạch nhạn loại này là loại to đó. Có hoa trắng đốm hồng ở đuôi cánh. Và có một loại nữa là trắng hết luôn, trắng hoàn toàn luôn. Đây ạ. Đây là loại lớn. Còn loại nhỏ. Loại nhỏ thì như thế này. Đây. Từ 6 đến 7 cây một bó cũng 50.000. Đấy. Nếu mà anh chị nào á thích loại nhỏ thì chọn loại nhỏ rất là lợi cây. Đó. Anh chị nhìn thấy lá vàng là úa như thế này là thấy là tưởng đâu là hư, không phải đâu. Vì cái loại này nó như vậy. Từ khi mà hái từ trên cây xuống rồi vận chuyển tới nơi thì nó phải úa như thế này thôi. Các anh chị nào đã từng chơi bạch nhạn, hồng nhạn rồi là biết cái loại này là như vậy. Từ khi mà em mua em nhìn hàng thì em thấy nó xanh mương mướt gì đó. Nhưng mà tới ngày sau em nhận hàng là thấy nó là có lá vàng như thế này. Đó. Vì nhưng mà cũng không trách được người ta, bởi vì cái loại này á đặc tính nó là như vậy. Ngày xưa em mua về chơi thôi, nó không được đẹp như thế này đâu, nó chỉ có hai cái lá trên ngọn thôi, y như là phải gọi là củi khô đấy. Nhưng mà em trồng nó vẫn cái lá vàng như thế này này. Đấy, là cái việc cái đặc tính của cây nó như vậy thôi, nó không phải là hư gì cả. Ngày xưa em mua nó gọi là củi khô luôn đó, nhưng mà em trồng vẫn sống và đến bây giờ là nó đã có hoa rồi. Nếu anh chị nào thường xuyên theo dõi clip của em á thì cũng nhìn được, chiêm ngưỡng được cái hoa ở nhà em trồng rồi. Có clip em đã quay bạch nhạn rồi đó. Đó. Mà cái loại này đặc biệt một cái là rễ nó rất đẹp, em thấy rễ đẹp. Nếu mà không có hoa để ngắm, chưa có hoa để ngắm thì em ngắm rễ vẫn thấy mê. Cái rễ nó to lắm. Hàng này thì em đã cắt tỉa gọn gàng rồi đó. Đó. Đây là cái mùa hoa của nó đang ra hoa này, vì vận chuyển đường xa lâu ngày cho nên hoa nó bị dập hết rồi, chưa kịp nở luôn, nó bị rụng luôn. Đây em quay cái mặt hoa cho anh chị xem. Đây ạ. À. Đây là hoa bạch nhạn có đốm hồng ở ở đỉnh đỉnh mỗi cánh này. Hương thơm thì rất là nó thoang thoảng, rất là thơm, rất là nhẹ nhàng, mùi thơm nó rất là nhẹ nhàng và thoang thoảng. Và anh chị nhìn cái vòi hoa này đó, ui, cái loại này sao mà vòi hoa dài thế không biết.
Chứng tỏ là cây này rất khỏe, rất tốt. Anh chị mà mua về là trồng là năm sau mùa, năm sau là có hoa luôn đấy. Đây là bụi nhỏ. Loại nhỏ thì từ 6 đến 7 cây các anh chị nhé. Còn loại to thì từ 3 đến 4 cây. Đây loại to đây. Các anh chị nhìn thấy lá vàng như thế này tưởng đâu là nó bị bệnh, bị hư là trồng không được, là không phải. Không phải đâu. Ngày xưa em mua về nó còn trụi hết lá luôn rồi. Còn hai cái lá mầm ở trên đầu thôi. Nhưng mà vẫn trồng xanh tươi tới bây giờ. Thông tin thì anh chị nào mua thì em tặng luôn. Em tìm thử có cái cây nào trụ lũ như thế em tặng một cây về trồng thử xem nó sống không. Đây. Chùm đây là chùm lớn này. Vòi hoa rất là dài. Hàng sao em quay vậy chứ em không có lựa hàng tốt để quay rồi bán hàng xấu cho các anh chị là không được. Đó. Em quay chân thật để các anh chị có khách hàng thì mua, còn không thì thôi chứ. Đó. Chứ không 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 làm giả tạo được. Mà đặc biệt cái loại hàng này là rất là hao ký. Về vì vì cái lá của nó đó, về nó vàng nhanh lắm, nó cứ rụng lá rồi nó hao ký. Mà nếu anh chị nào muốn mua ký thì em cũng bán ký luôn. Mà dạ vâng. À, đây là bụi to này nha. Bụi to như thế này đây ạ. Và anh chị nào có nhu cầu mua sỉ thì em sẽ sỉ từ 5 kg trở lên và em sẽ để giá hữu nghị, giá rất hữu nghị, rất là mềm. Còn mua lẻ về chơi thì cứ mua bó bó, mỗi bó là 50 như thế này. Bó lớn thì từ 3 đến 4 cây, bó nhỏ thì từ 6 tới 7 cây. Đây ạ, à, em quay nè. Bây giờ tiếp theo, mặt hàng tiếp theo em xin giới thiệu với các bác. Đây là cây dạ hạt thân vàng. À, đây ạ. À. Nó đang phát triển, có rễ con này. Đấy, có rễ con này. Có một mầm nhỏ và đây là hoa của nó ạ. Hoa của nó là hoa ám vàng, hoa ám vàng ạ. Đây ạ. Còn môi của nó này, anh chị xem môi của nó này. Đây ạ. À. Sẽ không rõ nha. Môi tím to. Tím đậm luôn đấy. Thân vàng. Cây này bác nào yêu thì gọi cho em. Cây này em nói giá luôn, đó là 600. Liên lạc theo số điện thoại cũ, đó là 0938 203 714. Cái này với giá là 600 ạ. À. Có một thân con. Được ghép trên lũa luôn. Hoa thì em đã quay rồi. Hoa đây nè. Ám vàng nha. Còn đây. Này các bác xem đây nè. À, quay cái góc cho các bác quan sát. Đây là dạ hạt
đã thuần rồi. Em bác nào yêu thì cũng liên hệ với em với số điện thoại đó. Nhìn thấy cây này, dài này. Cây này dài 50 cm luôn đấy. Hơn 50 cm luôn. Mỗi cây như thế này em bán từ 150 đến 200. Bác quan sát này, cây rất là mập, tốt. Mua từng cây thì em vẫn bán từng cây, mà bác nào thích thì ôm luôn một chọ một khúc như thế này. Em cứ liên hệ với số điện thoại của em và họ cứ cho giá. Nếu mà được thì em sẽ bán. Còn nếu mà muốn cây mua cây riêng á thì với giá từ 150 đến 200 tùy theo cây. Đây ạ. Cái khúc này là có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 mầm. Cả lớn cả nhỏ luôn. Còn em cho các bác chiêm ngưỡng cái bông này. Bông nhà em còn sót lại một hoa. Cánh hồng do ánh sáng cho nên là nhìn thấy nó nhạt nhạt, chứ thật ra màu hồng rất là đẹp. Đấy, môi nè, môi rất chuẩn luôn, đúng khuôn luôn. Mầm thì rất là dài. Từ 50 tới 30. Có mầm to, mầm nhỏ. Giá cả thì như em nói đó. Hoa thì sổ ra hên xui. Em chỉ cho các bác xem cái cây hoa này thôi. Cây này thì em không có bán đâu nha. Cây hoa này em thì không bán đâu. Em ở để nhà chơi đó. Đây, em quay cho các bác xem chậu đây nữa. Chậu này 30 mầm, lớn nhỏ luôn. Đó. Cùng với giá như thế, từ 150 đến 200. Rất là mập. Và đặc biệt giá hạt các bác nhớ nhé, bác nào mà muốn mua thì cứ chuyển khoản trước cho em, liên hệ em chuyển khoản trước cho em. Tại vì cái giả hạt này em trồng nó đã thuần rồi, mà ví dụ như lỡ mà gửi cho bác nào không thấy hài lòng á thì gửi lại thì mất sức sống của cây, mấy công em lại phải ôm từ đầu, tội cây. Nó đang sống mơn mởn như thế này mà em đã bán, em đã rứt nó đi rồi, bây giờ các bác không mua, các bác chuyển lại cho em thì thật là mất công của em quá. Cho nên đối với giả hạt á, thì các bác muốn mua các bác chuyển khoản cho em, cứ gọi cho em cho số tài khoản và chuyển khoản trước cho em rồi em mới gửi. Ok, đây ạ. Cái chậu này 30 mầm chi chít, bác nào yêu á lấy hết cái chậu này với giá 3 triệu. Lấy hết thì em lấy giá rẻ thôi, còn nếu mà mua cây thì từ 150 đến 200 một cây như thế này, một mầm như thế này. Đó. Mập. Cây này là phải nói là chi chít luôn ấy.
tại em không có kỹ thuật quay nên quay nó hơi bị xấu á. Chứ ai mà có kỹ thuật quay thì quay nhìn thấy nó đẹp lắm đó. Đây, quay cho các bác xem. Đấy. Thôi phiên duyên của chúng ta kết thúc tại đây nhé. Xin tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và quan tâm. Các bác nhớ theo dõi thường xuyên và đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật những cái clip mới. Cảm ơn các bác nhé.